xin chào bạn. Từng là một flagship ra mắt cách đây 2 năm, chiếc LG G6 của nhà sản xuất đình đám LG vẫn khẳng định được sức hút. Cho đến nay, smartphone này đã có mức giá quá tuyệt vời hơn bao giờ hết. Với mức giá rẻ chỉ bằng 1/5 so với khi nó ra mắt, thì bạn đã có được những tính năng cao cấp nhất hiện nay mà một số máy khác trong cùng phân khúc vẫn chưa có được. Ví dụ gì, đây vẫn là một chiếc điện thoại cao cấp một thời. LG G6 là sự chọn tốt nhất nếu bạn mong muốn có cho mình một chiếc flagship, nhưng với mức giá chỉ ở phân khúc phổ thông. Đầu tiên thì mình sẽ nói về giá bán trước. Đây thực sự là món hời tại thời điểm cuối năm 2018 và đầu năm 2019, khi nhu cầu về dịp mua sắm trước Tết tăng cao. Ai cũng muốn mua cho mình một sản phẩm công nghệ mới để chơi Tết và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên gia đình và bạn bè. Khi mới ra mắt đầu năm 2017 thì LG G6 là một flagship với mức giá lên đến khoảng 16 triệu đồng. Còn bây giờ thì chiếc điện thoại 2 năm tuổi này chỉ còn với mức giá là hơn 3 triệu đồng mà thôi. Tức là các bạn chỉ phải bỏ ra 1/5 số tiền khi nó ra mắt để mua chiếc LG G6 tại thời điểm hiện tại. Với số tiền trên thì mình tin chắc rằng sẽ không có chiếc điện thoại nào có thể cạnh tranh lại được với G6. Thông thường với smartphone giá rẻ thì các hãng sẽ lựa chọn tiêu chí là nhựa để cắt giảm đi chi phí cho sản phẩm. Ngay cả Xiaomi, hãng smartphone nổi tiếng có mức giá rẻ nhưng cũng không có vỏ nhôm hay là kim khối nguyên loại cho các smartphone tầm giá dưới 4 triệu đồng. Điển hình là chiếc Redmi Note 6 Pro và chiếc Redmi 6 Pro mới ra mắt năm 2018 đều có vỏ kim loại và nhựa kết hợp. Tuy nhiên, LG G6 là một ngoại lệ khi có khung kim loại nguyên khối chắc chắn. Không tính đến mặt thẩm mỹ, chất liệu rẻ tiền sẽ không thể nào bảo vệ điện thoại tốt được trong những tình huống vô tình đánh rơi hay là rớt chiếc máy. So với các smartphone cùng phân khúc thì LG G6 cũ là smartphone bền bỉ nhất, có thiết kế đạt chuẩn quân đội Mỹ, với khả năng chống nước tiêu chuẩn là IP68, chỉ ở phân khúc là 3 triệu đồng. Ngoài smartphone như LG ra thì không có chiếc điện thoại nào có giá rẻ như vậy mà có khả năng này. Về cấu hình thì G6 trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 821 cùng với 4GB RAM. Nếu như chip 820 ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất tốt thì 821 còn tốt hơn một chút do nó được tăng xung nhịp từ chip 820 lên. Nên những tác vụ hàng ngày thì máy chạy cực kỳ mượt mà. Còn đối với những anh em nào thích chơi game nặng như là Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile cũng sẽ được thỏa mãn một cách khá tốt. Mình đã trải nghiệm chơi Liên Quân Mobile, ở mức độ hòa là trung bình thì máy chạy rất là mượt. Còn nếu các bạn lên mức độ hòa cao hơn thì đôi khi máy sẽ có hiện tượng giật lag khiến mình sẽ không hài lòng lắm. Nhưng tóm lại, nếu không chơi game nặng nhiều thì chiếc máy này vẫn dư sức phục vụ các bạn. Camera của G6 rất thích hợp để chụp phong cảnh với bộ đôi là 13 MP, nhưng camera phụ sẽ dùng để chụp ảnh góc rộng. Chính vì vậy, nếu như các bạn nào thích đi du lịch hay là đặc biệt là chụp ảnh đông người như là chụp gia đình hay bạn bè dịp Tết thì camera thứ hai trên LG G6 sẽ giúp ích các bạn rất nhiều khi không phải đi quá xa để bắt chọn phong cảnh. Chất lượng ảnh của G6 thì khá ngon với độ chi tiết cao và màu sắc rực rỡ kèm theo chế độ chỉnh tay chuyên nghiệp, giúp cho các bạn có thể chụp phơi sáng với thời gian phơi sáng rất dài để tạo ra những bức ảnh đủ làm các bạn hài lòng. Có một điểm mà mình không thích đó chính là camera selfie khi máy chụp chưa được ngon cho lắm. Đặc biệt là trong điều kiện hơi thiếu sáng một chút thì mặt mình sẽ bị bệt lại vào mức chi tiết. Không riêng gì G6 mà LG V20 vẫn bị tình trạng này nên mình không thích camera trước của LG G6. G6 được trang bị màn hình là 5.7 inch độ phân giải 2K nên cho chất lượng hiển thị cực kỳ tuyệt vời. Lợi thế của G6 là tấm nền IPS cho góc nhìn rất rộng và màu sắc không quá rực rỡ. Cộng với công nghệ HDR10 sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm rất tốt. Dung lượng pin của G6 là 3300 mAh kèm theo công nghệ sạc nhanh WeChat 3.0. Mặc dù dung lượng pin không quá ấn tượng nhưng mà mình có thể sử dụng chiếc máy này dư dả trong vòng một ngày và mất hơn một tiếng để sạc lại chiếc máy cho ngày sử dụng tiếp theo. Nói chung với số tiền hơn 3 triệu đồng thì G6 thực sự là không có đối thủ trong phân khúc này. Nếu như các bạn muốn tham khảo thêm giá bán thì đừng quên truy cập website itmobile.vn để tham khảo thêm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.